もフラフラで赤い口に。Em mới nghe là dục cái cục e dè quăng bên được không? Dạ, tại vì em muốn làm cái hình ảnh khác á anh. Anh Nghĩa đừng có mời em phát biểu nhiều nha. Sao vậy? Em sẽ không nói nhiều đâu, em sẽ rất là ít nói. Không nói với ông em. Dạ, bởi vì đi về đi, đi về đi. Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ, đúng, đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình nè, mời em về. Thì em chưa có, không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh em mới giải thích. Ủa, anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa, sao vậy anh Nghĩa, anh lớn rồi sao mà anh cứ đưa những cái trang phục mà níu kéo tuổi anh Xuân anh lợi chi vậy? Nói nghe nè, có cách gì mà tụi em ra tụi em đừng có soi mói về cái nhan sắc của anh nữa được không? Ra còn nói là còn thương đó, thương cho roi cho giọt đó. Thôi bớt cho roi cho giọt giùm anh đi. Nhà thư thì mình cho cái gì đó cho ngọt cho bùi một chút xíu, mình sẽ dễ thương với nhau hơn. Cho ngọt cho bùi là con Sam này nó đi trễ để mua trà sữa cho anh uống đó. À anh, vậy anh là một lát đó. Nữa một lát nữa có con Sam xuất hiện đây nữa hả? Rồi sao ai cứ mời nó hoài vậy? Người nhà. Người nhà của bà Nguyễn Thị Ngân hả? Đúng rồi, nó là chị ruột Ngân. Chị ruột Ngân luôn? Dạ. Trời ơi, thao túng chương trình dữ vậy đó hả? Thôi nó nghe nè, không mấy lát con Sam ra đừng ai nhận nó về hết được không? Được. Tự động nó mắc cỡ nó bỏ về thôi. Được. Phải làm cho nó quên được. Đúng. Đi. Đi, mời hai em về chỗ. Dạ thưa quý vị, hai khách mời ngày hôm nay, một nhân vật mới xuất hiện lần đầu trong dòng ải dòng ai và một nhân vật đã quá quen thuộc, hãy cùng gặp gỡ với Sam. Em mới nghe là dục cái cục e dè quăng bên được không? Dạ, tại vì em muốn làm cái hình ảnh khác á anh. Anh Nghĩa đừng có mời em phát biểu nhiều nha. Sao vậy? Em sẽ không nói nhiều đâu, em sẽ rất là ít nói. Không nói với ông em. Dạ, bởi vì đi về đi, đi về đi. Vẫn phải tham gia chương trình để lấy cái xe nè. Bữa nay là chuyện khác rồi đó. Đó, nhìn thấy phong cách của em là khác hoàn toàn. Bởi vì chúng ta bàn về cái bộ hình ảnh thời trang nè. Cái quần là tập gym nè đúng không? Cái áo là dạ đi tiệc nè. Đây là hình ảnh mà em đang hướng tới. Đó là một người phụ nữ trầm tính, ít nói và có chiều sâu. Mà được rồi, để coi bữa nay em sâu cỡ nào nha. Dạ. Ừ, bây giờ này anh sẽ mời vô đây một khách mời mà họ không cần làm gì nhiều hết trơn trọi. Tự nhiên họ bước ra là tạo cho người ta một cái niềm tin lắm luôn á. Anh Nghĩa kiếm đứa nào đẹp hơn chặt nó đi. Đương nhiên em anh ghét kiếm quá. Đứa đẹp hơn, cao hơn, mà nền nã hơn, thùy mị hơn. Đó. Vậy là mời vợ em hả? Hả? Không, chị Harry đẹp thì đúng rồi, cao em thì đúng rồi. Nhưng mà nền nã hơn chưa biết nha. Cái độ khùng, cái độ lầy chưa chắc dạ, là đúng hơn ai. Dạ, tại vợ em cũng mất nết lắm. Đó. Dạ. Lần đầu tiên gặp em. Dạ. Đẹp trai như lời đồn. Riêng cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em. Dạ. Những chương trình dòng ái dòng ai từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Dạ, em có xem những đoạn cắt ngắn ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng, đúng, đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình nè. Mời em về. Anh kỳ quá à. Thì em chưa có, không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh em mới giải thích. Ủa, anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa, nó nghe anh ơi, em đuổi về hết rồi ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được chuyện đó. Thế nào? Em có trả lời anh Thành được không? Tội nghiệp nhỏ. Sao Trường Giang? Dạ bộ hỏi vui cái nó sợ thiệt á. Các em thân mến, bữa nay chúng ta có một bạn, một cái em nhỏ mới đến chương trình lần đầu. Đừng làm cho em lo. Hỏi nó một câu. Chưa có gì hết trơn nghe em. Vậy bây giờ em muốn về đội của ai? Anh Thành hay anh Giang? Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của em. Em về đội nào cũng được. Em quen cái câu trả lời á. Câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè. Nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em giống như em nói đều cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao, là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Chọn hai bên.
đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh, à cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh, em giai đoạn với cái gì? Thanh, có thể nhường cho tôi được không? Anh kia xuất hiện à? Em đi về luôn con được không? Con chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này anh à, cửa này không? Rin, về nhà với chị đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Ê, ê chị đi về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải lời bắt cóc vậy gì này vậy gì này. Về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ để về đòi anh Giang. Đi, lẹ. Quân, em về với thằng. Đi. Ôi vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đó rồi. Trời ơi, giỡn quá. Em sinh ra cũng tự giải là chung thôi. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ con Châu đổi đội là sao? Thích lắm, thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Ờ, em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Gin, Gin. Em à, em à, em à. Cái tên người ta là Quân AB. Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là Gin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải A, B. Chừng nào mà đọc là What? Đúng không? Rõ ràng, rõ ràng, chính xác đúng không? Không em, không em, buông ra, buông ra. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đúng thì phải gọi là Quân A Pờ. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt Quân A Pờ. Không, không chính xác. Nếu mà nói về văn văn nói là Quân A B Phở. Mà bây giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi, A B. Còn bây giờ Buka để không, đáng là phải đọc là Pu Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta còn nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Thí dụ nó người ta kêu Gin Tuấn Kiệt. Ờ. Đó là kêu theo cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Gin Tuấn Kiệt. Gin là gì? Là nói lên là Gin em nói còn Gin đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. À. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì, em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, nói lên lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn, anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Dạ, lần này thì em không có nhìn cái khẩu hình miệng của ảnh nữa. Nhìn cái chỗ nào của anh ta? Em nhìn cái trái khế, cổ. Trái khế. Dạ, cái giá khế của ảnh. Anh thấy cái lúc mà anh rung nó rung nó rất là tinh tế. Rung lắm. Tinh tế là rung sao? Em không có vồ vập được như vậy. Rung tinh tế là rung sao? Tinh tế nó nhỏ lắm, anh phải dùng bằng một con mắt cá nhắm con mắt phải anh mới thấy được. Là cái biên độ dao động của nó rất nhỏ đó. Dạ đúng rồi, nó dao động khoảng từ 5,8 decibel cho tới 9,12 decibel. Ai đưa nó về được không? Buka, em đang đo cái trái khế của em đó hả? Dạ, thử cái cổ nó rung làm sao. Em có trái khế không Buka? Em có trái khế. Ủa? Buka nó có trái xoài. Không, nhỏ xíu trong đây nè. Còn sót lại ha em? Nữ đâu có. Ủa chị có trái khế luôn em hả? Em không có trái khế. Em có trái cổ. Là nó đó. Ngồi chơi đi cưng. Dạ, cho em nói với. Nói gì? Mọi người hiểu không? Cái chữ chót đó, nó vô tình nó văng ra ngoài thì nó hay như vậy. Nhưng mà ví dụ ghép vô một cái câu á thì nó sẽ không hay đâu. Là nó văng ra ngoài cái câu đó luôn á. Ví dụ như đó là nờ mai này anh rất yêu em. Nhưng mà nó không hay đều đúng không chị? Cái vừa chị vừa hát thì em nghe chữ chót thôi, còn mấy cái chữ kia em đừng nghe. Chữ chót hồi nãy cũng không hay luôn. Thôi bỏ luôn, bỏ luôn. Cô giáo em có biết dạy cái đó. Cô giáo em nên nghỉ luôn đi, đừng dạy. Cô em giáo gì mà dạy hoài. Lên một chương trình kêu hát một câu không hát một em nói luôn nè, em nói là nãy giờ mọi người quên để ý rồi. Tại vì khi đi cô giáo có dặn em. Ví dụ giống như là vô cái clip mọi người thấy tại sao mọi người mà chỉ dơ dấu hiệu. Là chương trình nhắc cho tụi mình là bạn này hát không được nên là mới phải dơ dấu hiệu. Đi về. Đúng rồi đó. Trời em không thi kỹ. Cô ơi cô.
Khô cổ, cô dặn bánh mì khô cổ khó hát. Anh Nghĩa ơi, em nghĩ nên tới quận 5 đi anh Nghĩa. Chắc chắn là phải đẹp chưa chưa. Lần trước đến với Dòng Máy Dòng Mai cũng đẹp, lần này cũng đẹp. Ủa, mà mới có mấy tuần mà tóc dài dữ vậy em? Dạ, tóc giả. À, tóc giả hả? Ừ, quay trở lại lần này thì mình có rút kinh nghiệm được gì hơn so với lần trước không? Cái lần này quay trở lại đây thì em nghĩ chắc cũng như vậy. Không, anh nghĩ rằng lần này em phải thông minh hơn, phải khôn ngoan hơn mới đúng chứ. Lần trước á là em cũng có mấy lần em đoán dự đoán là đúng á, mà tại nghe lời anh Thành cho nên sai. À, giờ lần này em nghĩ rằng em có còn muốn về đội bên đó nữa hay không? Khoan, anh phải hỏi là em còn muốn nhận nó về đội em hay không chứ. Mà chắc gì Thành không nhận thì tôi nhận. Trời ơi. Tôi chết rồi, Buka ơi. Em như đứa vậy con là... không được thừa nhận đó. Cuộc đời em đang có như cái bộ đồ em đang bật vậy đó. Chết chứ. Ủa vậy là bây giờ hai anh không ai nhận em hết. Đi về đi. Vậy? Cái gì mà tan nữ cách mời của tôi vậy? Bây giờ anh phải cho tụi em nguôi giận, anh phải cho tụi em gặp cái nhân vật mà đẹp trai mà đậm trời. Libido. Đúng. Để tụi em xua tan cái cơn giận này thì mới tính chuyện tính sao được. Thôi được Libido rồi. Đâu? Anh sẽ cho các em gặp nhân vật mà em bây giờ đang sẽ bị chấn động tâm lý nè. Làm dịu mát tâm hồn các em. Yes. Libido Việt Nam. Xin mời Tạ Anh Đức. Tạ Anh Đức. Ở bên nước ngoài đó là người ta kêu cái tên là kêu cái họ. Ví dụ như là họ Lee Minh Ho là kêu anh Lee. Còn đây là Việt Nam mình kêu cái tên anh Ho. Ca, em sống làm sao? Nãy giờ anh đứng ở trong anh nghe là mọi người chỉ trích em rất là nhiều. Em sống làm sao phải như anh nè? Dạ. Đi tới đâu mọi người cũng thương yêu, mọi người cũng khen, không ca ngợi cái nhan sắc của anh. Dạ, nhưng mà bây giờ anh phải hỏi là vấn đề anh bước ra đây là anh Thành với anh Giang có thỏa mãn Lee Min Ho không? Nè, nghe đi. Hồi nãy trước khi anh ra là anh Nghĩa đã bơm anh tới đâu rồi? Dạ. Không, anh chưa kịp ra là cả hai người ở đây đều muốn chào đón, đều muốn gặp gỡ. Được rồi. Dạ. Được rồi, vì cái sự mà bơm em lên như vậy đó, lát giờ anh phải đi sám hối nữa Đức. Có nghĩa là anh sai trái quá. Anh cảm thấy em có lỗi với lại cái mồm anh. Đức ơi, anh nhớ là lần trước khi em đến với chương trình là Trấn Thành là gã bán em hết tất cả mọi người. Mà không chỉ riêng trong chương trình này mà những chương trình khác cũng vậy. Vậy cho hỏi đến nay có ai đã cập bến với em chưa? Chưa luôn anh. Trời ơi mà sao kỳ vậy? Nó theo ai cái người đó lấy chồng? À vậy anh cứ nói theo Mỹ Dạ lấy chồng. Nó theo Diệu Nhi có bồ. Vợ theo Boca bồ luôn. Anh nghe đồ mà theo chị Lê Giang, chắc ngày mai chị Lê Giang lấy chồng. Trời ơi, chị Lê Giang có bỏ anh nữa hả? Ác với cuộc đời tôi quá. Nè, đó cũng như Buka lần này quay trở lại, mình đã sẵn sàng này kia tất cả mọi thứ chưa? Em thì lúc nào cũng vô tư và tự tin hết á. Tự tin vào cái trình độ âm nhạc của em không? Trời ơi, cái khả năng âm nhạc của em thì phải nói chung là cử nhân. Cử nhân âm nhạc. Tức là sau khi Đức ra cái MV vừa rồi xong á là tự phong mình là làm cử nhân luôn đó. Các đoạn điệp khúc coi. 2, 3. Tin anh đi mà. Tin anh đi. Đó. Bây giờ Buka ơi, anh nghĩ rằng em không có cái cửa về đội bên đây rồi. Đó. Thành ra là giờ em nói làm sao để Trường Giang nhận em về kìa. Anh Giang ơi, nhận em đi. Ok. Ok, Đức về với anh đi em. Trời vậy? Ủa anh không lấy em luôn hả Giang? Không, anh lấy em được. Diệm Tiên lấy em. Lấy em về cái ghế đó ngồi đó. Người ta phải lấy người khác rồi mày ơi. Dạ anh Thành lấy em. Tao lấy rồi. Anh Thành cho em về cái ghế đó ngồi đi. Em á là em phải sống sao cho nó trọn vẹn với chương trình. Dạ. Em chàng vô cái em dập chương trình quá mà. Không, em hứa là lần này em bảo đảm em thông minh. Em sẽ giúp anh chiến thắng. Ủa thông minh mà có bảo đảm nữa hả em? Em hứa. Cái đó người ta đánh giá chứ em không thể tự bảo đảm được. Tự nhiên thấy hai em đứng kế bên, anh muốn chơi cà kheo ghê vậy đó. Cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 81. Còn Hải Triều? 5. 1m85. Anh hiểu anh Nghĩa. Nói về diễn hài đi, lâu lâu em cũng có hóa thân thành vai nữ. Mà bình thường là mình cũng tự tin là mình hóa thân là mình cũng sang chảnh lắm. Mình đúng thần rồi. Thái diva lắm. Mà em cũng được ít ra được 1m71. Khi mình mang được guốc cao tất 2 tất mấy lên là mình đứng mình cũng giọng dạc như hoa hậu rồi ha. Mỗi lần diễn chung nhạc. Nhưng mình thấy mình như xì chum vậy đó. Trời đúng không? Trời đất ơi, anh hiểu không? Mà lúc nào đóng vai mẹ tụi nó hết trơn á. Ủa mà anh nhớ là hai đứa chơi thân với Trấn Thành lắm mà sao nói xấu anh đó quá vậy?
Đâu, nói đúng chứ đâu có xấu anh. Nó vậy đúng đâu rồi. Đâu, dạ. Đâu tôi muốn chơi thân là tại vì anh Thành anh có nhu cầu chơi với tụi em. Trời đất ơi. Em có thì em có nói. Em có nói. Yên tâm Kiều. Anh hiểu được tấm lòng của em. Dạ. Anh mới block Facebook nó rồi. Dạ. Em xuống dữ vậy đó hả Thành? Bây giờ em phải có nhu cầu đi kết bạn vậy đó Thành. Em chợt nghĩ ra một điều là ở cái vòng chọn nghệ sĩ thì hai đứa về đội Trấn Thành đi, còn hai ca sĩ về đội anh luôn. Mà cái vòng bây giờ nó về em không nhận nó vui nè. Thôi mình là anh mà mình phải bao dung Thành ơi. Không anh, không. Không nữa. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc, đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp, mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, đâu mà dữ vậy trời. Đâu vậy sao? Cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Đâu phải là một mình. Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Cho nó, bây giờ đi, ok, I'm fine. Thì đúng rồi anh Nghĩa, bây giờ. Sao em? Bây giờ anh Thành cho ăn, anh Thành nuôi. Thì kể như anh Thành đứng sinh thành, anh Thành chuyên môn đóng vai mẹ rồi được chưa? À đúng rồi, ý Hải Triều là như vậy à. Tức là em giờ giống như hàng ba, hàng mẹ của Hải Triều với Bibi vậy đó. Còn bây giờ thì nè, hai em ơi, bây giờ phải nhận hai đứa nhỏ này về thôi. Dù nó có lầm lỡ gì thì mình lôi nó về, mình răng đe, mình dạy dỗ, mình nọc nó ra, mình đánh cũng được nữa. Bibi Trần, dạ. Hồi nãy em đã lỡ quay ngược kèo phản pháo Trấn Thành rồi thì em không sống được ở bên ghế đó đâu. Anh nói thiệt, em về em sẽ bị dùng dập, sau này đi ăn ốc em chỉ đổ vỏ thôi. À, mà thật ra anh thấy hai em cũng là nạn nhân của Trấn Thành nhiều lắm chứ. Bây giờ anh thấy Thành chuyên môn chụp tụi em những cái khoảnh khắc mà khó đỡ đó. Thật ra là tụi em là một cái gì? Đúng. Thú từ thiện á. Đúng. Mua vui á. Mua vui. Mua vui á. Anh ơi, anh đang nói chuyện với một gọi là gì? Cộng tác viên rất là ưu tú luôn á anh. À. Chuyên môn nó chụp hình em nó gửi cho Trấn Thành. Chứ Trấn Thành ở đâu mà biết hình của hình em. Baby Trần, em không còn lối thoát. Dạ, thôi để em lên luôn, để em lên với anh Giang luôn. Còn Nam Thư nè, bình thường anh em trong giới với nhau thì cũng hiểu ha. Dạ. Ví dụ như là ngồi ở cái vị trí này là người ta là phải hát em. Ừ, tức là có khả năng là hát thì mình mới nhận ra được à ai là người hát hay, ai đúng là người hát dở. Thư ơi, em có tự tin về cái điều đó không Thư? Em tự tin một điều là chắc chắn em hát hay hơn Diệu Nhi với Buka. Làm thử liền được không? Bỏ đi anh. Thì em mới nói đó. Thư không hát, lát anh Đức nó dành nó hát đó. Anh Đức có bài riêng single. Hai, đó. Ba. Tin anh đi. Tin anh đi, 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 đi mà. Sao em? Vẫn làm con gái đi. Ừ. Làm con gái hả? Vì rồi hát luôn, rồi, hát luôn. Bình tĩnh nha. Vô nè, hai, ba. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương. Mọi người bị làm sao vậy? Thôi bây giờ anh nghĩ rằng em về chỗ em ngồi thiệt đẹp là được rồi Thư ha. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là sau khi em hát xong, không biết hai người kia có ai muốn nhận em về hay không đó. Anh Giang, bạn Xịn. Chiều nay mình có hẹn với nhau hả? Có Harry có đi chung không? Có. Hình như là không ai quan tâm tới cái lời đề nghị của anh luôn đó Thư. Đây nè, Đức ơi, bây giờ em thích rằng em sẽ về đội của ai, Thành hay Giang nè? Giang chiều nay mấy giờ? 7 giờ bắt đầu, có ban nhạc. Xin chụp. Thôi không ai quan tâm tới em luôn đó Đức.